Còn giá lợn hơi ngày hôm nay điều chỉnh 1.000 đồng 1 kg tại miền Bắc và miền Nam. Còn tại miền Trung và Tây Nguyên thì ghi nhận giá thu mua đồng loạt là đi ngang. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá thu mua tại Yên Bái giảm 1.000 đồng xuống còn 75.000 đồng 1 kg. Đồng loạt giao dịch ở ngưỡng 76.000 đồng 1 kg là các địa phương Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang. Còn tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn đồng loạt đi ngang, được thương lái thu mua trong khoảng 73-75.000 đồng 1 kg. Giá thu mua thấp nhất khu vực là 73.000 đồng 1 kg, ghi nhận tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, tại miền Nam, giá lợn hơi tăng giảm trái chiều tại một số địa phương. Sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg, giá giao dịch tại An Giang chạm ngưỡng 77.000 đồng 1 kg, ngang giá với các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang. Còn tại tỉnh Tiền Giang, giá thu mua là 76.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, giá lúa gạo ngày hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa các loại. Theo đó thì một số lúa tăng giá, còn một số thì lại giảm. Giá gạo tiếp tục có xu hướng tăng trở lại. Tại các tỉnh như Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, giá lúa đang có chiều tăng lại ở mức từ 6.400 đồng kg trở lên. Cụ thể tại An Giang, lúa tươi IR50404 có giá 6.500 đồng đến 6.600 đồng kg, lúa OM9577, OM9582 ở mức 6.650 đồng kg, đài thơm 8 có giá 6.600 đến 6.800 đồng kg, nàng hoa 9 giá 6.600 đồng kg, OM6976 giá 6.600 đến 6.650 đồng kg. Lúa Nhật giá 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Tuy nhiên, có hai giống lúa thương lái thu mua giảm mạnh gồm OM18 có giá 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg, giảm 200 đồng 1 kg. OM5451 ở mức 6.400 đến 6.600 đồng 1 kg, giảm 100 đồng 1 kg. Trong khi giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long có nhiều biến động thì giá rau củ và hồ tiêu ngày hôm nay cũng có những thay đổi tích cực khi có xu hướng tăng nhẹ. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.500 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Ở Gia Lai là 71.500 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Giá tiêu được thu mua tại Đồng Nai 70.500 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là 74.500 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.500 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá rau củ tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ tăng vì bước vào mùa nắng nóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá rau cải xanh, cải ngọt 16.000 đồng 1 kg, xà lách 16.000 đồng, rau muống 36.000 đồng 1 kg, cà chua 17.000 đồng 1 kg, bí ngòi xanh 15.000 đồng 1 kg, bắp cải trắng 8.000 đồng 1 kg. Tại đồng bằng sông Cửu Long, rau củ cũng đang giữ mức giá khá tốt. Phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi thì một thông tin cũng rất đáng quan tâm liên quan đến hoạt động chăn nuôi trong nước, đó chính là việc làm chủ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào soma được Viện Chăn nuôi thực hiện trong thời gian gần đây, có thể được xem là một bước đột phá quan trọng về mặt khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực là nhân bản các loài động vật. Các nhà khoa học trong nước đã nhận định sự kiện này sẽ tạo tiền đề để quan trọng trong việc bảo tồn giống lợn ỉ quý hiếm hiện nay của Việt Nam. Theo các chuyên gia chăn nuôi, nhân bản vô tính từ tế bào soma được các nhà khoa học trên thế giới thực hiện thành công từ những năm 90. Với việc tạo ra cừu Dolly ở Anh, bò sữa ở Nhật Bản và khỉ ở Trung Quốc. Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc nhân bản thành công giống lợn ỉ được xem là một thành công lớn. Tôi thấy rằng đây nó có ý nghĩa không chỉ trong nghiên cứu mà nó còn có ý nghĩa trong thực tế sản xuất. Bởi vì cái việc nhân bản này chúng ta có thể là chọn lọc cũng như là cấy chuyển gen để chọn lọc ra những cái tổ hợp gen cho những vật nuôi mà sẽ có năng suất cao, chất lượng tốt. Đấy, và đặc biệt là cái khả năng kháng trị bệnh cao cũng như là thích ứng được với những cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Công nghệ áp dụng nhân bản lợn ỉ được thực hiện với quy trình tạo dòng tế bào cho từ mô tai, cấy chuyển nhân tế bào và tạo phôi lợn nhân bản cùng nhiều quy trình chuyên môn khác. Đặc biệt, các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp mới như tạo tế bào chứng nhận, không qua màng sáng.
Cái phương pháp này là phải đòi hỏi cái kỹ năng, đòi hỏi cái kỹ năng và rất nhiều những thao tác kỹ thuật thuật tốt, cũng như các cái điều kiện vật tư ở phòng thí nghiệm phải tốt thì mới làm được. Ưu điểm của phương pháp nhân bản vô tính ở động vật, các cá thể được tạo ra từ một tế bào lấy từ nguyên bản gốc và không hề phụ thuộc vào quá trình thụ tinh, nhờ đó có thể tạo ra được nhiều phôi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để ứng dụng phương pháp này vào thực tiễn sản xuất vẫn cần có nhiều nghiên cứu thêm. Trong cái phương pháp vô tính này là từ tế bào soma, đúng không? Bằng phương pháp nguyên phân, đấy, nó không hình thành nên đơn bộ, tế bào đơn bộ. Đấy, và như thế thì nó không thể di truyền được cho thế hệ sau. Đấy, thế thì cho nên cái về mặt di truyền của cái lợn mà tạo ra bằng phương pháp này, về mặt sinh sản thì chúng ta cần phải có nghiên cứu đánh giá thêm. Cái thứ hai là cái sức sống của cái đối với những cái con lợn tạo ra bằng pháp vô tính và phương pháp hữu tính, thì cái đấy chúng ta cần phải nghiên cứu thêm. Hiện tại 4 chú lợn ỉ được nhân bản thành công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương. Với những thành tựu đã đạt được, Viện Chăn nuôi đang tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình để đảm bảo sự chắc chắn về kết quả, đồng thời tiếp tục triển khai các phương pháp để giữ gìn bảo tồn giống vật nuôi bản địa, đặc biệt mở ra hướng phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản bản địa. Thưa quý vị, dịch viêm da nổi cục trên châu bò vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực Bắc Trung Bộ. Tại nhiều địa phương thì dịch đang có xu hướng là lây lan trên diện rộng và khiến cho người nông dân hoang mang lo lắng. Hiện chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để bao vây dập dịch. Cuối tháng 12 năm 2020, một trong 4 con bò của gia đình bà Nguyễn Thị Bốn ở Thạch Hà, Hà Tĩnh đã bị nổi cục trên da. Thiệt hại gần 20 triệu đồng. Hiện 3 con còn lại không có biểu hiện bệnh, nhưng bà cũng rất lo lắng vì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thế ông bà già là chứ không biết làm ruộng nướng, biết làm thì ăn nữa. Thế chứ 3 con bò đang ở trong chuồng là dịch bệnh ấy là ông bà trả rồi là đáng sợ lắm, đáng lo lắm. Cách ly các cái con bị bệnh, các cái con bị bệnh thì được nuôi nhốt tại chuồng, không chăn thả ở ngoài đông. Việc thứ hai là tiến hành phun hóa chất để xử lý diệt các cái ký chủ trung gian. Và một cái việc nữa là sau đó thì triển khai thực hiện việc tiêm phòng thí điểm. Bệnh viêm da nổi cục cũng xuất hiện tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vào đầu tháng 2 vừa qua. Dù người dân đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng, nhưng nhiều con trâu bò ngay sau đó. Địa bàn xã này thì từ ngày 4 tháng 1 là bắt đầu xuất hiện cái bệnh này. Và cho đến bây giờ thì cũng đã có là gần 80 con là bị cái bệnh này. Còn cái số chỉ đó thì ở Cẩm Mỹ đây là... Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 98 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thành phố xuất hiện ổ dịch. Tổng số gia súc mắc bệnh là 1.660 con, trong đó đã tiêu hủy 95 con bò. Nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng rất lớn do mầm bệnh đã bị phát tán ở nhiều địa phương trong tỉnh.